Hello, xin chào quý anh chị và tất cả các bạn đến với kênh của Đức Đỗ ha. Thì hôm nay mình sẽ quay tất cả các bạn xem một cái nơi của ông anh mình các bạn ha. Ông anh mình thì nơi này sẽ nuôi nhiều chú cá Koi Red Ear Dipong và Koi Red Ear và hàng Full Gold Full Upton. Rất là nhiều dòng cá đẹp và chất lượng cho tất cả các bạn xem. Ở cái mô hình này thì các bạn xem nè, ở đây hoàn toàn bằng khay hết các bạn. Rất là nhiều khay và chất lượng ha. Các bạn xem nè, full khay hết luôn. Và cái chi phí để có thể làm cái trại này sẽ như thế nào, mình sẽ phân tích cho tất cả các bạn xem. Một cái mô hình hay, hấp dẫn và làm nhiều chú cá và thu nhập kinh tế cực kỳ khủng cho cái mô hình này. Bạn nào mà thích mua cá có thể liên hệ cho mình qua số điện thoại Zalo để mình cung ứng cho tất cả các bạn. Còn bạn nào thích làm theo mô hình này thì có thể học tập và làm theo mô hình này ha các bạn. Let's go. Thì hôm nay mình sẽ quay tất cả các bạn xem tổng quan của trại này ha. Thì trại này thì khoảng 6 đến 700 cây nhựa nữa các bạn. Thì sẽ chia thêm nhiều khu và sẽ phơm nhiều cái dòng cá và nuôi nhiều dòng cá khác nhau. Nếu mà các bạn xem thì bên trái các bạn thì sẽ có một khu nuôi cá Koi Red Ear hàng không có ribbon các bạn, là hàng Koi Red Ear mà lên tay thôi. Còn bên phải thì sẽ có chia thêm một khu nữa là khu Koi Red Ear ribbon. Thì chia thành nhiều khu để chúng ta có thể kiểm soát được, và khi mà anh em nào cần nè hoặc là khách cần thì có thể liên hệ dễ dàng để có thể dễ dàng mà lựa cá và báo số lượng dễ hơn. Ở đây thì mình thấy có một cái khay, vẫn là cái khay 4 tầng các bạn. Chia thì cái khay này thì kích thước á, để các bạn có thể biết là kích thước là cao 20 ha, dài thì tầm 62 các bạn. Đó, thì ngang của cái khay này á, nó thì nó cũng tầm 42. Thì đa phần thì cái khay này cũng tựa như khay nhà mình thôi, nhưng mà có cái là cái kích thước cao nó sẽ thấp hơn. Chia cho tất cả các bạn dễ dàng nuôi cá. Thì khi mà nuôi trong cái khay này, được cái là khi mà các bạn nuôi á thì các bạn sẽ rất là dễ dàng thấy cá ha, do cái lượng nước nó thấp và dễ dàng kiểm soát cá và thức ăn cho ăn bao nhiêu. Đó, thì ở đây thì sẽ chia thêm nhiều cái phân khu khác nhau. Ví dụ khu này thì các bạn có thể nuôi cá con ha. Thì một cái khay thế này các bạn nuôi sỉ ở ngoài thị trường thì giá nó sẽ động tầm 60 đến 70k một cái ha. Đó, cho một cái khay thế này. Ở đây thì tầm 6 đến 700k thì các bạn nhân tiền lên giúp mình ha. Đó là mới là chi phí khay thôi nha. Còn chi phí của dàn kệ sắt nữa các bạn. Đó, thì một cái kệ sắt như thế này dao động tầm, nếu mà các bạn làm hiện tại bây giờ thì công nhà với công thợ thì nó sẽ có thể dao động tầm 3 triệu 1,5 triệu ha. Một cái kệ thế này cứ các bạn nhân lên nha. Và ở đây thì đa phần nuôi Koi Red Ear các bạn. Thì phân khúc từ đầu các bạn đã xem là có cá con ha. Đó, cá con là tới lúc mà có thể nuôi được tới lúc lớn thế này thì dao động tầm 2 tháng rưỡi đến 3 tháng thì tùy theo cái hồ mà các bạn nuôi, và cứ đến lúc xuất bán á thì sẽ được xuất ra thị trường ngay và lập tức ha. Đó, và lựa xuất ra cho các bạn. Hàng này đang lên hàng chớm tay các bạn. Đó, anh em là lên full tay nè. Rất là đẹp ha. Chạy full Koi Red Ear, một chạy cá siêu đẹp siêu VIP nha các bạn. Đó, thì đây có dòng Koi Red Ear nữa các bạn. Đó, Koi Red Ear nữa các bạn. Thì mình sẽ quay sơ sơ các bạn xem nè. Và thức ăn chủ yếu ở trại thì sẽ cho ăn là trùng chỉ ha. Đó, thức ăn khá là tốt và chu đáo cho tất cả các bạn nào mà chưa biết. Đó, này các bạn xem nè, do là ánh sáng thì nó hơi thiếu một tí. Các bạn xem video thông cảm nha. Ở đây thì nuôi một tháng xuất khoảng 5 đến 10 ngàn dòng cá Koi Red Ear này. Và khi mà các bạn nào mà muốn nhập sỉ số lượng Koi Red Ear hoặc là các bạn thích Koi Red Ear thì có thể liên hệ cho mình. Thì mình sẽ báo số lượng giá sỉ và mình sẽ bán giá lẻ cho tất cả các bạn. Thì hiện tại mình sẽ đao xuống ha. Thì bạn nào cần thì có thể liên hệ cho mình để mình chi tiết cập nhật cho tất cả các bạn, cung ứng cho tất cả các bạn nhanh nhất và tốt nhất ha. Đây là dòng Koi Red Ear mà hàng lên tay nha các bạn. Đó, đây là một dài các bạn xem nãy giờ từ trên xuống dưới nha. Đó, có cá thì một hồ thế này thì tầm 60 đến 70 em cá trong một hồ thế này. Thì nếu mà các bạn tách chống máy thì cái tỷ lệ lên tay sẽ nhanh hơn. Còn các bạn không tách chống máy thì cứ nuôi chung bình thường thôi. Ở đây có một em Koi Red Ear Dipong nè các bạn. Đây, Koi Red Ear Dipong thì tai bơi sẽ dài hơn. Và đặc điểm là Dipong là có phần râu với phần bụng ha. Thì sẽ đang sen sẽ lọt chọt các bạn. Lâu lâu sẽ có những hồ Dipong ở hồ này. Đó, vậy này thì rất là nhiều cá, rất là đẹp luôn các bạn. Thì mình đi được những cái mô hình này thì do là cái mối quan hệ của mình, và mình sẽ chia sẻ tất cả các bạn với những cái mô hình như thế này để các bạn có thể chơi dòng cá đẹp ha. Còn đây là dòng Koi Red Ear Dipong, hàng lên đẹp đó các bạn. Đó, lên tay bơi dài, bơi cực kỳ đã luôn. Đó, hàng thì mình sẽ cố gắng là mình sẽ quay tất cả các bạn chu đáo và chi tiết. Đây, đây là cái dòng cá Koi Red Ear bên trại làm các bạn. Đó, Koi Red Ear là cái dòng cá mà lên luôn cái tay bơi này các bạn. Đó, tay bơi rất là dài, rất là đậm, rất là đẹp ha. Rất là chill luôn, fin vây lưng đồ ra rất là tốt các bạn.
Các bạn nào mà thích chơi dòng cá Corvette E này thì bên trại vẫn có sỉ ha. Sỉ thì nếu các bạn báo mình sẽ cung ứng cho tất cả các bạn với giá ok nhất ha, nếu mà bạn nào cần. Ở khay xanh thì đa phần ở đây nuôi toàn khay xanh hết nha. Bên đây nãy các bạn mình đã báo các bạn là dòng cá Corvette E đi bong hết luôn. Đó, lên tay các bạn. Dòng cá này là chùm luôn các bạn. Nó là chùm luôn á. Đó, chùm bị dòng cá này luôn. Mình không dám nói ở đâu nhiều nhưng mà mình thấy đa phần đi các trại thì mình thấy trại này á khá là quy mô, khá là khủng các bạn. Rất là nhiều trại của anh này đã làm cái dòng cá này và chuyên làm nhiều cái dòng cá đẹp và chất lượng nha. Hồi nãy các bạn xem được một bên dãy thôi nha, còn ở bên đây nữa các bạn. Mình sẽ quay sơ sơ nha. Nãy giờ là các bạn đã xem một bên, thì một bên dãy thế này thì dao động tầm 100-200 cây là chuyện bình thường các bạn. Rất là chiêu luôn ha. Đây là các bạn thức ăn chủ yếu nè. Đó, và đây con sáng tốt hơn. Coi đất đe nè. Lên tay bơi và cái màu lên rất là đỏ. Và cái cách chọn giống thì các bạn cứ thích những cái dòng cá mà các bạn thấy ưng ý trong cái bầy này các bạn. Tách ra và bụng căng các bạn cho đẻ thôi. Đó, trống thì lên dáng rất là đẹp luôn, rất là chiêu luôn. Đây nữa các bạn. Đó, bạn nào mà cần coi đất e thì có thể liên hệ cho mình. Đây, tiếp tục nè các bạn, siêu VIP luôn. Đó, siêu VIP về dòng coi đất e luôn các bạn. Đó, rất là chất lượng nha. Bạn nào mà cần coi đất e full lưng thì sĩ bên mình báo cho các bạn luôn nha. Đó, cần thì có thể liên hệ nha. Rất là nhiều cá. Nè cái hồ này các bạn. Nè. Rất là chiến luôn. Đây là một cái mô hình khá là hay và hấp dẫn để gửi quý anh chị và tất cả bạn xem. Corvette E và Corvette E Dipong. Hàng rất là đẹp luôn nè. Mình quay sơ cho các bạn trước một cái hàng khay này nha. Và mình sẽ đi dài dài vô đây. Sẽ có những cái dòng cá. Ở đây thì các bạn xem nè. Một dãy này là cỡ khoảng 34-40 cái trong một dãy này. Đó, trên kia nữa thì ra hai cái kệ này gặp lại cả trăm, cả trăm các bạn. Đó, thì ở đây cũng cả trăm nữa các bạn ha. Đó, coi đất e không các bạn. Các bạn nhìn nè. Hoàn toàn khay xanh và xanh lá đều nuôi trồng có coi đất e. Còn khi mà các bạn nuôi khay vàng này nè, bên đây sẽ có một khu nữa các bạn, vẫn là cái dòng xanh lá. Các bạn cứ nhìn cách mà trại bố trí nha. Xanh với xanh lá là nuôi dòng coi đất e. Đó, xanh xanh lá là nuôi vô cộng đất e các bạn. Coi đất e nè các bạn, coi đất e nè. Đó, coi đất e nữa nè các bạn, coi đất e này các bạn ơi. Ha ha, số lượng siêu khủng, siêu khủng, siêu VIP luôn. Coi đất e đít bông luôn. Đó, siêu đã luôn các bạn, đít bông nữa các bạn ơi. Chù chà đã. Đó, tiếp tục mình sẽ quay tất cả các bạn nè. Hồi nãy giờ các bạn đã xem được, đó là khay khay xanh này ha. Khay xanh đó, đó là một cái gừng u mê các bạn, u mê luôn các bạn, nhìn vào là mê ha. Khay màu này các bạn nhìn các bạn ha, đây là màu vàng ha các bạn. Khay vàng mình đã nói với các bạn trên nhiều nền tảng video của mình là khay màu vàng này dùng nuôi cái gì các bạn. Dòng màu vàng á thì mình đa phần thì sẽ chuyên về cái vòng full gon ha. Đây là cái dòng full gon, full upton đó, full gon, full upton, full tai bơi, rất là đẹp luôn. Thì mình sẽ cố gắng là mình sẽ bắt các bạn một xem một em ha. Đây thì hơi chạy các bạn thông cảm với mình nha, đó do chạy bên chạy thì cũng hơi khó ha, nên mình cũng cố gắng thôi, khi mà bắt không được thì thôi. Đó, đây là full gon các bạn, hoàn toàn nuôi full gon hết luôn. Full gon thì mình đảm bảo các bạn là nếu mà các bạn xem những video về sau mình cập nhật đó, thì mình sẽ cố gắng mình cập nhật nhiều cái dòng cá đẹp và chất lượng bên bên chạy cho các bạn xem nè. Đó, thì cách thức mà cho cái dòng cá full gon lên vàng thế này các bạn. Đó, thì các bạn cứ nuôi nền vàng giúp mình nha. Đó, chất lượng các bạn. Thì ở đây á, mình nói với các bạn về cái vấn đề như thế này. Nếu mà các bạn thấy những cái mô hình này á, mà các bạn có khả năng, các bạn làm được và các bạn có cái đầu ra, thì các bạn có thể thử sức nha. Đầu ra là sao các bạn? Đầu ra là khi mà các bạn dám kiểu như là chấp nhận sự rủi ro. Khi mà các bạn làm số lượng cá nhiều mà ngán với cái đầu ra thì các bạn hãy có thể thử sức ha. Ví dụ mà chấp nhận được thì các bạn làm cá có số lượng thì các bạn sẽ kiếm được cái đầu ra và cái ra cái giá ok nhất ha. Thì khi mà các bạn làm được giá sỉ rồi thì nhiều anh em biết tới thì sẽ bán được với cái số lượng thế này thì một tháng phải xuất ra thị trường đến 5-10 ngàn em cá, một những cặp cá luôn các bạn. Rất là chất lượng và ok nhất để gửi đến thị trường ha. Nãy giờ mình mới quay cho tất cả bạn có vài khu thôi đó, đây còn nữa các bạn. Quá trời nhiều luôn, hồi nãy giờ mình thấy mình nếu mà mình theo sức của mình á thì mình sẽ chăm không nổi nha. Còn sức của trại thì
bật dư luôn các bạn. À, chứ cô chạy thì bên chạy thì khoảng mình có nghe nói thì khoảng hai anh em làm cá về cái dòng cá này và chuyên nha. Đây đây có hồ cá con, hồ cá con các bạn. Thì hiện tại trời đang chuẩn bị mưa nên hình ảnh có thể hơi tối một tí, các bạn xem thông cảm giúp mình. Đây là dòng đây là cá con các bạn, cá con nuôi từ nhỏ đến lớn trên hồ luôn, thì cứ tách từ những cái keo mà những cái khay đẻ ra và tách lên hồ thôi, đơn giản và hiệu quả. Hôm nay mình sẽ quay video ngắn gọn cho tất cả các bạn nè. Đó, tách đẻ vào cây rổ này. Đó, tách đẻ từ trong rổ đẻ ra ngoài, rất là chất lượng và rất là chill luôn. Đó. Đây các bạn xem nè, cá nè, cá nè, cá nè các bạn. Cá nữa nè các bạn. Đó, thì video có hơi rung lắc các bạn xem thông cảm nha, nhưng mà video này sẽ giúp cho tất cả các bạn biết thêm về những cái dòng cá bảy màu được làm số lượng như thế nào và cung ứng không đủ ra thị trường các bạn. Chạy hiện tại là cung ứng là có những lúc thời điểm không có hàng luôn á. Thì các bạn có thể là nhìn nhận là làm cá, những cái bộ cá khá là chất lượng bởi cái dòng cá Koi Red Air và những cái dòng cá Full Gold, Full Upton, Full Gold Ribbon, hàng đẹp và chất lượng ha. Và video hồi nãy giờ các bạn đã xem được cái mô hình để các bạn có thể chăm sóc cá và cũng như cho cá ăn nè. Thì cái cách mà các bạn nuôi nè, mình sẽ hướng dẫn nè. Thì các bạn cứ nuôi như thế này, 2 ngày các bạn thay nước một lần, rút hết phân đáy, các bạn bơm nước mới trực tiếp vào. Và hồ không sử dụng oxy. Các bạn nào mà có sử dụng vi sinh á, thì các bạn phải đổ ít vào để cho giúp xử lý các mầm bệnh và xử lý bớt phân, mà phải các bạn bỏ ít ốc táo vào các bạn ha, giúp cho cái hồ của bạn sẽ ít cái giảm đi cái mầm bệnh để giúp cho cá mình nó khỏe hơn và tốt hơn. Thì video thì các bạn đã xem được nãy giờ nè, đó, hoàn toàn là khay hết, 100% chạy từ khay xuất ra thị trường một tháng khoảng 100 đến 200 triệu tiền cá bảy màu, khá là hay và hấp dẫn ha. Nếu mà các bạn nào mà thấy video có thể chia sẻ và truyền tải tất cả các bạn được nhiều niềm vui ha và đam mê, thì có thể chia cho mình xin một cái like, một cái đăng ký kênh, một cái chuông thông báo của Phải Màn Hình để những cái video về sau á mình lại tiếp tục gửi đến tất cả các bạn xem nữa và nhiều video hay nữa đó. Mấy ba và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong một cái chuyến đi gần nhất của mình, hoặc là những cái video chia sẻ về những chú cá cập nhật trên kênh của mình ha. Bye bye.